Xin chào cô gái xinh đẹp và các anh chàng đẹp trai của 2.vn, lại là Trang đây. Trong tập thứ 3 này, chúng mình sẽ thực hiện một make up look mà mình nghĩ là các bạn sẽ rất là thích khi mà diện một chiếc áo dài màu vàng. Nếu như bạn chưa theo dõi tập 1 và tập 2 dành cho ngày mùng 1 và mùng 2 Tết thì đừng quên check phần caption để xem lại các video đó nha. Mùng 3 Tết thì sẽ có điểm gì khác biệt so với mùng 1 và mùng 2? Mùng 3 Tết thì mình quyết định là mình sẽ có một sự cân bằng giữa cả mắt và môi. Mắt sẽ có một chút đặc biệt mà lát nữa mọi người sẽ thấy, và môi thì cũng sẽ mang một sắc đỏ truyền thống của Tết. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng bảng mắt 3C màu da và thoa đều khắp bầu mắt. Đây là một tông hồng đất mà thường nếu như make up hàng ngày thì mình cũng sẽ chỉ dùng duy nhất một tông này trên bầu mắt thôi, là cảm thấy mắt mình cũng đã sáng và tươi hơn rồi. Và chỉ lan một độ ở dưới như thế này, chứ mình không lan cả bầu mắt như màu ban nãy. Màu mắt thứ ba mình sẽ sử dụng vàng cam trong bảng Leopard Runway của Etude House. Với màu này thì mình sẽ thoa chỉ phần mí mắt thôi. Mình sẽ sử dụng một chiếc cọ dẹt không quá to để có thể điều chỉnh được lượng màu mắt mà mình mong muốn, và mình chỉ muốn nó ở trong vị trí của mí mắt thôi. Tiếp theo đó thì mình sẽ sử dụng một tông nâu trung tính nhấn một chút xíu ở đuôi mắt. Điểm nhấn của make up lúc ngày mùng 3 Tết thì là một đường eyeliner màu vàng, và tình cờ thì cái bảng NYX Ultimate mà mình đang cầm trong tay có một cái tông vàng rất là gần với màu áo dài mà mình đang mặc. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng bạn này để thoa phần mí mắt dưới. Tiếp theo với một cây mắt nhũ của 3CE, màu Oh Honey là một màu nhũ vàng. Hôm nay thì mình sẽ không sử dụng eyeliner đen nâu ở phần trong này mà mình sẽ dùng cái này để thay thế luôn. Bởi vì thiết kế của bạn này có một cái đầu cọ nhỏ như là đầu cọ kẻ mắt, nên là các bạn không cần sử dụng một cây cọ khác nữa mà có thể sử dụng chính cái đầu này để vẽ cái đường eyeliner mảnh đấy nhé. Quạt thì trong nhũ là đây là cái mắt gel của Tony Moly. Loại này mình rất là thích tại vì là hạt rẻ mà màu mắt không bị lem trong ngày. Với những bạn mới kẻ mắt chẳng hạn thì mình thấy là cái loại gel này nó cũng rất là dễ để có thể thao tác, dễ hơn là cái mắt nước. Mình vẽ đôi mắt rất là ngắn thôi. Với lúc thứ ba thì mình muốn tập trung vào cái màu mắt vàng chứ không phải là đôi mắt nữa. Mình sẽ dùng màu thứ hai, hàng đầu tiên từ trái sang, và mình sẽ tập trung một chút ở phần hốc mắt, đảm bảo là mắt sẽ long lanh hơn nhưng mà vẫn không lấy đi sự chú ý của màu vàng. Kết thúc phần make up mắt bằng việc chuốt mi dưới. Kể cả không có make up màu mè tươi sáng thì lúc nào mình cũng sẽ tập trung vào lông mày, mascara và màu son. Thế là xong rồi. Phần má nha. Màu này màu 08 của Eclipse. Giờ với highlight thì mình sẽ sử dụng bảng này của Anastasia Beverly Hills. Và tông đỏ mà mình chọn cho make up lúc ngày thứ 3 thì là màu 03 của Roman Zero Velvet Teen. Thì bạn này cũng là một chất son kem có teen ở dưới, để khi mà mọi người có đi chơi, ăn uống, thỏa phanh thì vẫn yên tâm là sau khi ăn xong môi vẫn còn một lớp ửng hồng chứ không bị bợt. Giờ với thao tác quen thuộc, đấy là sử dụng bông tăm để làm mờ đường viền. Và chúng mình đã hoàn thành xong make up look của ngày mùng 3 Tết đây, với điểm nhấn là một đường line vàng ở dưới mắt cũng như là đôi môi hồng đỏ để cho tông da của bạn được bật sáng hơn khi bạn diện một chiếc áo dài màu vàng. Mình hy vọng là các bạn cũng sẽ thích look này, và hãy cho mình biết là bạn thích make up look của ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 nha. Và vậy là năm Mậu Tuất cũng sắp đi đến những thời khắc cuối cùng để chuyển giao sang năm mới Kỷ Hợi rồi. Và mình cũng xin chúc các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc bên gia đình, một tương lai. Trời ơi! Kiểu một tương lai tươi sáng. Vậy là chúng mình đã đi đến những thời khắc cuối cùng của năm Mậu Tuất rồi, và bước sang năm Kỷ Hợi, Trang chúc các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, luôn tràn ngập tiếng cười với bạn bè, gia đình, người thân, và cũng đừng quên đón đợi những số tiếp theo khác trên Hai Đẹp nha. Cảm ơn Hai Đẹp đã mời Trang làm khách mời đặc biệt trong series Tết này.
meet again. Yeah.